lên cặp lo cố anh em ơi. Cặp lo cố đó có nhiều cái bất ngờ cho anh em nha. Rồi vô thông số cho anh em ơi. Con này hơn 60 nha, cỡ 62, 64 gì ạ? 65 ạ. Cho lô trước nha anh em như thường kỳ. Nó ở căn gỗ luôn nè anh em. Cho anh em mà thích trưng bày. Và thứ mà ngang nó nhiều. Ngang nó 21 nha anh em ơi. Sau. Sau 32 33 nha. Đó, nó anh em thấy sao không? Cái găng tay mình nè. Nhưng mà ăn cái bất ngờ cho anh em nè. Đó, bất ngờ chưa? Cái lò này là cái lò của Philips chứ không phải lò của nó. Rin của nó là cái lò bọc dục nó với anh em. Cái này là bên đó là người ta đã giống như người ta ta kích lên nè anh em. Đó, ok chưa? Chứ mình là mình cũng không có thời gian nha anh em, không có thời gian làm cái việc này luôn. Cũng may là mình tháo ra nha, cái này không tháo bán cho ông nào không ôm gì là ông bớm mình nè. Do Rin nó là lo bầu dục. Đó thì bây giờ cái này thì mình bán rẻ hơn chút với anh em, rẻ hơn luôn chứ. Cái này nếu mà đúng luôn cái lo nó anh bán tới 5-6 triệu à. Cái này thì nó bị như thế này đúng không? Xong coi thử coi. Cái này thì thực ra mình đỡ cũng được anh em, đỡ trưng bày cũng đẹp. Anh em nào thích mấy cái thùng lo đỡ cho nó cố đẹp anh em. Hôm nay giá nhanh cho anh em chơi luôn nha. Giá nhanh luôn nha. 3 triệu rưỡi nha anh em. Đó. Yếu giá trị là cái thùng hả anh em ơi. Chứ còn cái lo đây thì cũng không có nhiều tiền. Lo đây chừng cỡ triệu, triệu mấy thôi anh em ơi. Cái lo này là chắc nó có phiểu nè anh em, mình đoán như vậy. Đó, vậy thôi anh em. Được chưa anh em, là chơi Zalo số này nha. Đó, mình thấy cái thùng đẹp anh em. Thùng cao một cơ. Cái thùng này anh em đặt hai bên mấy cối anh em. Đó, đẹp, kiểu sọc sọc quá. Gỗ quá nha, giá trị thùng. Rồi, anh em là chơi thì Zalo nha.